Trong thời gian đi thi đấu vì chưa tiêm phòng COVID-19, Djokovic đã xuống đường hầm ở khu đồi kim tự tháp Visoko để chữa lành các tổn thương tâm lý. Semir Osmanagic, chủ sở hữu của khu đồi cho hay, Djokovic thường ở đây 2-3 ngày và bắt đầu các buổi thiền trên đồi, rồi leo núi, trượt tuyết. Anh ấy tin vào khoa học tâm linh, chúng làm sạch cơ thể, giúp tái tạo năng lượng. Ở đây chúng tôi có 50.000 ion âm và Djokovic trân trọng điều đó. Nhà thám hiểm tự phong này cũng quả quyết thám thực vật tại khu đồi là công trình của nền văn minh có công nghệ vượt trội từ hàng ngàn năm trước. Tuy vậy, nhiều nhà địa chất khẳng định khu đồi Visoko không có gì đặc biệt về địa chất. Một số thậm chí còn gọi khu du lịch tâm linh này là một trò lừa bịp độc ác. Với Djokovic, tay vợt người Serbia đã đòi lại vị trí số 1 thế giới từ Daniel Medvedev, nhưng chỉ hơn Rafael Nadal 750 điểm khi bước vào mùa đất nền. Nole đối mặt với nhiều nguy cơ bị trừ điểm trong những tháng tới do tình trạng chưa tiêm phòng vaccine. Chặng đua mở màn mùa giải F1 2022 đã có nhiều diễn biến kịch tính. Hai tay đua Max Verstappen của đội Red Bull và Charles Leclerc của Ferrari đã liên tục có những màn cạnh tranh vị trí liên tục trong suốt cả chặng đua. Verstappen đã không gặp may khi ở những vòng đua cuối, xe của anh bất ngờ gặp vấn đề về động cơ và phải bỏ cuộc. Không chỉ xe của Verstappen, chiếc xe của Sergio Perez và Pierre Gasly cũng gặp vấn đề tương tự. Đáng chú ý là cả ba chiếc xe này đều sử dụng động cơ tự phát triển của chính đội Red Bull. Với việc cả Verstappen và Perez phải bỏ cuộc, Ferrari đã có chiến thắng 1-2 thuyết phục với Charles Leclerc về nhất chặng. Carlos Sainz đứng thứ hai. Lần cuối cùng mà đội đua nước Ý đạt được thành tích này là tại GP Singapore 2019, xếp sau bộ đôi Ferrari là nhà cựu vô địch Lewis Hamilton. Sau thời gian dài thi đấu không ổn định, NDC không còn giữ được vị trí số 1 trong khu rừng của Flash, phải chuyển xuống tập luyện cho vai trò mới là sao thủ. Tuy nhiên, ấn tượng mà chiếc bánh bao để lại khi chơi sao thủ là khá mờ nhạt. Trong thông báo mới nhất, NDC cho biết sẽ trở lại vị trí đi rừng. Tuyển thủ sinh năm 99 khẳng định đây là lần cuối cùng thử sức ở vị trí này. Dù chưa biết lựa chọn này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng NDC sẽ nghiêm túc nhất để lấy lại phong độ từng có. Hiện tại, Flash đang xếp thứ 3 tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 và đang tích cực bám đuổi hai vị trí đầu bảng. Đặc biệt, Flash sẽ có cuộc chạm trán cực kỳ quan trọng với Sài Gòn Phantom vào ngày 26 tháng 3. Đây là cơ hội để Flash rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng, cũng như trả món nợ trong lần chạm trán trước khi đã để mất tấm vé đến SEA Games 31 vào tay chính bóng ma Sa Thành. Chuỗi thành tích bết bát giai đoạn cuối vòng bảng LPL mùa xuân 2022 khiến Weibo Gaming hướng chịu chỉ trích từ người hâm mộ. Thất bại trước Jindong cũng khiến cho Sọc cùng các đồng đội rơi xuống vị trí thứ 5. Qua đó, đối diện nguy cơ thi đấu thêm 2 trận BO5 đầy căng thẳng tại playoff. Trước khi bước vào giai đoạn quyết định, các tuyển thủ được phép nghỉ xả hơi. Sọc và On chọn cách xả stress bằng việc chơi Dread Hunger trên sóng livestream của Crystal. Lúc này, hàng loạt fan của The Shy đã đổ dồn vào livestream của Crystal và để lại những bình luận chỉ trích Sọc như lười tập luyện, thiếu chuyên môn, thiếu tập trung, bể tướng hẹp vì dùng mãi Viego. Bất chấp lời giải thích từ Crystal, lực lượng fan quá khích vẫn không ngừng ném đá về phía Duy Cầu Giấy. Trước đó, Soft từng bị một tài khoản chỉ trích lười tập luyện để chơi Dread Hunter. Sau cùng, Soft được minh oan, có bài đăng tố cáo bị xóa mất và không có bất kỳ lời xin lỗi nào. Với chuỗi bất bại vô tiền khoáng hậu, không ngạc nhiên khi T1 chiếm đến 4 vị trí trong danh sách đội hình tiêu biểu 1 giai đoạn vòng bảng LCK mùa xuân, bao gồm Zeus đường trên, Faker đường giữa, và cặp Bob, Gumayusi Kerria. Việc gắn còng lưng Dan Won kể từ đầu mùa, Kenyan cũng được đánh giá rất cao trong mắt giới chuyên môn. Ngoài việc góp mặt ở đội hình tiêu biểu 1 ở vị trí đi rừng, Kenyan còn đoạt danh hiệu MVP của giải theo điểm MVP với kỷ lục 1.600 điểm. Trong khi đó, Kerria trở thành hỗ trợ đầu tiên lịch sử LCK được bình chọn là tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu. Lần cuối cùng, một tuyển thủ hỗ trợ thuộc giải Major được trao danh hiệu MVP giải đấu là vào năm 2020 khi Carl JJ được vinh danh trong áo Team Liquid. Trước đó, Kerria đã phá kỷ lục mọi thời đại của LCK về thông số kiến tạo với 462 điểm hỗ trợ. Kỷ lục cũ được nắm giữ bởi huyền thoại của SK Telecom là Wolf với 445 điểm hỗ trợ